Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn vài tiếng nữa thôi là tới bản cập nhật rồi mọi người ơi. Chắc hẳn là mọi người ai cũng háo hức giống như mình. Ai sáng giờ là chờ mòn mỏi luôn á. Thời gian hôm nay cập nhật khá là lâu luôn ha. Do là lần này cập nhật khá là nhiều và cũng rất là đỉnh cao nữa. Nếu mà sớm thì tầm trước 11:30 là mình có thể vào được rồi. Còn nếu mà muộn nữa thì có thể bảo trì thêm nữa các bạn. Tại vì lần này quá là xịn sò mà. Trước khi cập nhật á thì mình đã có một vài thông tin để cho các bạn xem. Đây đầu tiên á là cái bản đồ của chúng ta. Đây là bản đồ của khu vực mới nha các bạn, khu vực Downtown. Và đây là thêm bản đồ mới vào thôi chứ không có vụ là xóa bỏ cái khu Laza nha mọi người. Đặc biệt ở đây á, khi mà nhìn vào á, các bạn có thể để ý là rất là nhiều khu đang còn chỉnh sửa, xây dựng, sửa chữa rất là nhiều luôn. Bên dưới thì bao gồm một vài khu như là trạm xăng nè, rồi cái hồ bơi. Bên đây là cái trò đua xe và cái sân vận động nè. Vừa có sân vận động bị chà bá mà vừa có sân vận động mini luôn. Còn ở phía trên là cái cửa hàng đó mọi người. Ở đây hình như là còn có một cái khuôn viên nhỏ nữa nè. Lên phía trên đây á, thì chúng ta sẽ có cái bánh pizza, nơi là bánh pizza. Và kế bên là cái rạp chiếu phim nha mọi người. Còn phía dưới á, là cái khuôn viên để mà chúng ta câu cá nè, công viên rồi đó. Thì cái chỗ tròn tròn này nè chính là cái chỗ mà cái thác nước á các bạn. Mà cái cậu bé đang câu cá những loại cá mới á. Và thêm vào đó là những loài cá mới mình sẽ để đây để các bạn một hồi vào câu mình dễ dàng nhận diện ra một số loài cá mới này nha. Ở đây là một số loài cá mới của chúng ta. Wow, nhìn mà sắc rất là sặc sỡ, rất là đẹp luôn. Trong game thì đã lộ diện con cá sim hồng rồi nè mọi người. Còn những con cá khác á, thì các bạn đặc biệt là chúng ta phải câu ở trong khu vực mới mới cập nhật này thì chúng ta mới bắt được nha mọi người. Bên cạnh đó thì còn có một bộ đồ bán bằng đá quý do một bạn người nước ngoài sản xuất ra. Họ thiết kế rất là đẹp luôn. Đây nè các bạn, biểu tượng con mèo nha, rất là kêu luôn. Thì sắp tới cũng sẽ ra mắt và bán cho các bạn cho nên là yên tâm nha. Ai mà mê tín đồ thời trang rồi đó thì yên tâm đi, sẽ sớm tới tay mọi người thôi. Rồi, trời ơi háo hức quá đi. Xíu nữa là được tận mắt nhìn thấy các bạn cập nhật rồi. Bây giờ hãy cùng mình ngồi hóng tiếp nha các bạn. Đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành. Bye bye.